Trong thời gian qua, với sự phối hợp của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Bộ Công Thương đã tiếp nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các doanh nghiệp, hiệp hội để góp phần hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm đơn giản hóa điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành. Tại buổi lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Công Thương và VCCI mới đây, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, sự phối hợp đồng hành này của VCCI với Bộ Công Thương là nền tảng quan trọng cho sự đồng thuận và lan tỏa kịp thời tinh thần chỉ đạo các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình phối hợp được ký kết này sẽ là tiền đề quan trọng cho những hoạt động thiết thực, hiệu quả phục vụ công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nói riêng. Hai bên đã thống nhất chương trình phối hợp toàn diện, bao trùm với ba trụ cột hành động chính là hoạt động xây dựng, hoàn thiện tuyên truyền, phổ biến thể chế, pháp luật, điều ước quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Để cụ thể hóa các trụ cột này, chương trình phối hợp cũng đã chỉ rõ một loạt các hoạt động rất cụ thể trong các lĩnh vực của ngành công thương như công nghiệp, thương mại trong nước, thương mại quốc tế, cạnh tranh, quản lý thị trường, năng lượng và hội nhập kinh tế quốc tế.